Được thành lập vào năm 2008, EQT là một trong những sàn giao dịch tài chính hàng đầu trên thế giới, có trụ sở tại Ả Rập, Dubai. EQT đã đạt được những giải thưởng lớn như là minh chứng cho chất lượng của sàn như nhà môi giới minh bạch nhất của Jordan Financial Expo năm 2022, nhà môi giới trực tuyến tốt cho CFD tiền điện tử châu Âu năm 2022. Sàn EQT có rất nhiều sản phẩm đa dạng cho các nhà đầu tư giao dịch hàng hóa. Sàn EQT với các chỉ số phổ biến nhất trên thế giới, bao gồm FTSE 100, S&P 500. Khi giao dịch hàng hóa, bạn được yêu cầu mức ký quỹ cũng như đòn bẩy phù hợp với từng loại tài khoản và có tính phí qua đêm với từng loại giao dịch khác nhau. Cổ phiếu, với 223 cổ phiếu Hoa Kỳ gồm các cổ phiếu công nghệ phổ biến hàng đầu cùng với nhiều loại cổ phiếu khác với mức hoa hồng miễn phí. 20 cổ phiếu EU Liên minh châu Âu và 35 cổ phiếu Vương quốc Anh với các cổ phiếu công nghệ phổ biến hàng đầu. Tiền điện tử, cung cấp nhiều loại tiền điện tử, bao gồm các đồng phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Avalanche. Hàng hóa, cung cấp giao dịch các kim loại như vàng, bạc, bạch kim hoặc đồng. Các năng lượng như khí tự nhiên, dầu thô Brent. Sàn giao dịch này cung cấp dịch vụ giao dịch trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5, đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và cá nhân trên toàn cầu. Cung cấp hai loại tài khoản là tài khoản Premier Equity và tài khoản Executive Equity. Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn EQT. Bước 1, các bạn hãy click vào đường link đăng ký bên dưới phần mô tả. Bước 2, click vào Start Trading. Bước 3, trong giao diện đăng ký, bạn hãy chọn loại tài khoản gồm cá nhân hoặc doanh nghiệp. Ở đây tôi chọn tài khoản cá nhân. Hãy nhập họ tên, địa chỉ email kèm số điện thoại. Click vào Next. Bước 4, tại giao diện thông tin cá nhân, chọn quốc tịch, ngày sinh, nhập địa chỉ bao gồm tên đường, thành phố, quận huyện và mã postcode. Chọn tình trạng việc làm, thu nhập hàng năm, tổng tài sản và nguồn tiền kiếm được. Click vào Next. Bước 5, trong phần kinh nghiệm giao dịch, bạn hãy điền phù hợp với bản thân mình. Tùy chọn kiểu tài khoản và loại nền tảng, chọn loại tiền sử dụng trong quá trình giao dịch. Tùy chọn ngôn ngữ và cuối cùng là tạo mật khẩu. Click vào Next. Bước 6, tích vào để đồng ý với các điều khoản của sàn. Nhấn Submit. Bước 7, tại mục xác minh danh tính, chúng ta có thể sử dụng Passport để xác minh hoặc sử dụng ID card. Ở đây tôi chọn ID card. Click Start. Bước 8, bạn có thể sử dụng Webcam, sử dụng máy ảnh điện thoại hoặc upload ảnh có sẵn. Tôi sẽ upload ảnh có sẵn. Click True File và chọn ảnh ID các mặt trước. Tiếp tục click vào True File và chọn ảnh mặt sau của ID card. Cuối cùng nhấn vào Complete. Vậy là bạn đã đăng ký và xác minh sàn EQT thành công. Như tất cả các sàn giao dịch tài chính khác, EQT có những ưu nhược điểm riêng. Đáng tin cậy, EQT đã hoạt động trong ngành công nghiệp tài chính từ năm 2008, là một thời gian đủ dài để xây dựng độ tin cậy với khách hàng. Sàn này tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt, giúp tạo ra môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy. Đa dạng sản phẩm tài chính, EQT cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính để giao dịch, từ tiền tệ ngoại hối, hàng hóa, chứng khoán đến chỉ số chứng khoán. Điều này cho phép người giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư và tham gia vào nhiều thị trường khác nhau. Nền tảng giao dịch MetaTrader, sàn EQT sử dụng nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5, hai trong số các nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành. MetaTrader 4 và MetaTrader 5 cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và hỗ trợ giao dịch tự động thông qua chuyên gia tư vấn. Hỗ trợ khách hàng, sàn hỗ trợ khách hàng 24/6. EQT cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp thông qua nhiều kênh liên lạc, bao gồm email, điện thoại và chat trực tuyến. Nhược điểm của sàn EQT. Một số sàn giao dịch như EQT có giới hạn về khu vực hoạt động và không thể phục vụ tất cả các quốc gia. Điều này có thể hạn chế người dùng từ những quốc gia không được hỗ trợ. Đòn bẩy và rủi ro. Với giao dịch đòn bẩy 1/2000 có thể tăng cơ hội lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng gia tăng rủi ro mất vốn. Hãy đăng ký tài khoản sàn EQT tại đường link bên dưới phần mô tả để trải nghiệm $0 phí nền tảng cùng với mức đòn bẩy lên tới 2000 lần.